Bây giờ để thường chia sẻ một số những cái thông tin liên quan tình hình on-chain với các bạn đi. Thì thật ra trong vòng 3 ngày qua tình hình on-chain cũng rất là im lặng như là các bạn thấy đây là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng bitcoin nạp vào. Và rút ra thì các bạn thấy được là cho đến cái thời điểm à, cuối tuần này đó thì để thường chuyển qua mỗi một thanh này là một giờ cho các bạn thấy được là tình hình mới nhất đi. Thì các bạn thấy được những cái thanh này đã bây giờ rất là nhỏ có nghĩa là chúng ta thấy được là cái sự... À, tăng trưởng không có cao trong thời gian mấy ngày qua liên quan đến cái số lượng nạp vào và rút ra, cũng giống như những ngày trước đó, các bạn thấy được cũng không gì gọi là quá đặc biệt chúng ta nhìn chung cái xu hướng của Bitcoin đó thì các bạn sẽ thấy được là nếu chúng ta tính theo là thời gian là tính theo giờ đi thì tình hình á là rất rõ ràng là từ ngày 28 tháng 9 tới bây giờ đó là các bạn thấy là phần lớn là hầu như đi hàng ngàn có nghĩa là chúng ta không thấy thêm nhiều Bitcoin được đẩy lên trên sàn mặc dù là các bạn thấy giá đã đi từ 42.000 hay là 41.000 lên tới mức hiện tại là 55.000 nhưng mà các bạn thấy là cái đường mà màu trắng này là giá của Bitcoin nhưng mà bên dưới này là cái đường màu xanh là có bao nhiêu Bitcoin được đẩy lên trên sàn thì các bạn thấy là hầu như là đi hàng ngang có thêm một ít Bitcoin đẩy lên trên sàn nhưng mà các bạn thấy là phần lớn xu hướng vẫn là tiếp tục đi ngang xu hướng chung đó các bạn thấy được là dài hạn thì cái uh, tinh hình vẫn cho thấy được là từ tháng 7 tới bây giờ là chúng ta có ít Bitcoin hơn trên sàn so với hồi tháng 7 cái 3 tháng và giá cả tăng nhưng mà chúng ta lại không thấy hiện tượng là có nhiều bịch coi đẩy lên trên sàn thì thường cũng có một cái giả thức tại sao như vậy để thường chia sẻ với các bạn sau khi chúng ta nói tới Ethereum thì nói tới Ethereum đó để thường chuyển qua tính theo giờ thì các bạn sẽ thấy được là trong dòng cuối tuần này thì thường zoom và các bạn sẽ rõ hơn là tinh hình đó cũng như vậy các bạn thấy được là cuối tuần này cũng không có nhiều cái sự uh, thay đổi nhiều chúng ta thấy được là cái số lượng y tờ đẩy lên mà rút ra đó cũng không gì gọi là quá đặc biệt trong vòng cuối tuần này và chúng ta nhìn chung xu hướng của Ethereum đó đi thường chuyển qua thành giờ đi thì các bạn thấy được là tình hình thì cũng tương tự như là Bitcoin chúng ta thấy được xuống dài hạn của Ethereum vẫn là cái xu hướng là Ether ngày lại càng mất đi rồi khỏi sàn và các bạn thấy được là tình hình đó là lúc mà chúng ta thấy được Ether đi từ 2008 từ ngày 29 tháng 9 lên tới mức hiện bây giờ là 3 rưỡi đó thì khi mà các bạn nhìn vào cái đường màu xanh bên dưới này thì giá cả tăng mạnh nhưng mà cái sự tăng trưởng của Ether không có mạnh chúng ta thấy được là có thêm một ít Ether trên những sàn giao dịch như là chúng ta thấy được là cái thời điểm mà giá là 2.800 đó là chúng ta có tổng cộng là 18,4 triệu Ether trên sàn cho đến cái mức cao đó là ngày 6 tháng 10 chúng ta có 18,7 triệu trên sàn nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở về là 18,5 triệu Ether trên sàn Cũng coi như là chúng ta thấy là đã gần như là trở về cái mức mà cái giá Ether là 2008 Thì điều mình thường muốn nói với các bạn ở đây đó là tình hình Là chúng ta thấy được là giá cả tăng cho những đồng như là Bitcoin và Ethereum Nhưng mà chúng ta lại không thấy được là cái số lượng Ether và Bitcoin đẩy lên sàn nhanh như là giá tăng Có nghĩa là chúng ta thấy giá tăng nhưng mà vẫn tiếp tục có nhiều người không có đẩy Ether và Bitcoin lên trên sàn Và điều mà À, thuận suy nghĩ đến đó, là chúng ta thấy được là giá bây giờ đã trở lại không có cách định cũ quá xa khi mà chúng ta nhìn vào tình hình đó, thì cái giá bây giờ là 55.200 mấy 300 đi thì ở cái mức giá này đó chúng ta thấy chúng ta đã bắt đầu xoay quanh cái mức giá à, cao cũ rồi đó chính là 64.800 trên Bitcoin và 4.356 cho Ethereum và các bạn thấy được là Bitcoin giá hiện tại đó chỉ cần tăng 17% thôi là đã đạt định mới rồi Ethereum thì chỉ cần tăng 23% thôi Trong khi chúng ta nhìn vào Bitcoin đó, thì trong vòng 7 ngày qua Chúng ta thấy được là trong vòng 7 ngày thôi Bitcoin đã tăng 15,6% rồi Trong khi mà để đạt được cái đỉnh mới đó Thì Bitcoin chỉ cần tăng 17% thôi Thì các bạn thấy được là nếu như mà tình hình cứ tiếp tục như vậy đó Thì trong vòng một tuần Nếu như giá cứ tiếp tục tăng thì trong vòng một tuần Chúng ta có thể có Bitcoin đạt được cái đỉnh mới đây là một điều hoàn toàn có thể, tại vì cái phần trăm nó đã à, không còn quá xa nữa. thì bây giờ tuy là chúng ta đã trở lại gần cái đỉnh cũ, nhưng mà có một điều rất khác là cái số lượng người bây giờ ở cái mức này đó đã ít hơn so với cái số lượng người ở cái mức này, cái thời điểm mà giá bitcoin đạt được 55.000 đô lần đầu tiên trong cái sự tăng trưởng hồi tháng tư, thì có nghĩa là chúng ta thấy được là có rất nhiều bạn đây rồi của thị trường này khi mà giá bitcoin rất mạnh từ cái mức là 65 000 rớt xuống chỉ còn có là dưới 29 000 Thường nhớ là cái mức thấp nhất là khoảng chừng 28 000 mấy đó Thì trong thời gian mà giá Bitcoin trong cái thời gian hai à, 23 tháng đó đó nhiều người đã rất nản và rời khỏi Và những người ở lại đó là như là thuận mà nhiều bạn đó thì các bạn thì chúng ta lại thấy giá Bitcoin đi ngược trở về cái mức là 55 ngàn 200 Thì bây giờ thường có thể chia sẻ với bạn là cảm giác thường bây giờ là cái số lượng người trong thị trường này là đã cứng tay hơn Những người mà còn ở lại đã trải qua cái đợt đi xuống từ 65.000 xuống còn 28.000 mấy đó Rồi đi ngược trở lên tới mức hiện tại là 55.200 Thì cái số lượng người còn lại đã cứng tay hơn Đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà thường nghĩ là chúng ta lại không thấy cái số lượng Bitcoin hay là Ethereum đẩy lên cho những sàn giao dịch mặc dù là giá có sự tăng trưởng mạnh nhưng mà điều này sẽ thay đổi khi mà chúng ta thấy giá Bitcoin đạt được đỉnh mới sau đó lại có nhiều người mới tham gia vào Chúng ta lại tiếp tục một cái chu kỳ như vậy nữa Nhiều người mới sẽ sửng sốt khi mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đột ngột cho giảm 20%, 30% trong thời gian ngắn Và điều đó sẽ xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra Nhưng mà mỗi lần điều đó xảy ra đây thì lại có rất nhiều người mới rồi khỏi thị trường này Nhưng mà một số lượng người mới đó sẽ tiếp tục ở lại và trở thành những diamond hand Và họ sẽ tiếp tục hỗ trợ và tin tưởng thị trường lâu dài Và càng ngày chúng ta sẽ thấy được là cái nền tảng của những diamond hand mua dài hạn nó sẽ càng ngày càng tăng lên Đây là những cái lý do tại sao mà các bạn thấy được là giá Bitcoin tuy là dao động năm này qua năm nọ nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái giá thấp nhất của Bitcoin trong những cái đợt tăng trưởng đó thì các bạn thấy được là cái mức thấp cứ được nâng lên và nâng lên là nâng lên tại vì sao tại vì đó là những người mà tin tưởng dài hạn và tiếp tục giữ giá cho Bitcoin ngày lại càng nhiều hơn đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn tin bây giờ đó thì nếu như chúng ta nói tới những cái tài liệu như là có dấu hiệu đỉnh hay chưa thì chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ mà chúng ta thường hay xem trước đây những cái mô hình đó như là cái mô hình cầu vòng mà chúng đã từng chia sẻ với các bạn mô hình này đó thì các bạn thì được là nếu như mà cái đường giá như là cái đường màu đen này đó tăng trưởng lên tới đường màu đỏ này à, bắt đầu từ màu cam tới màu đỏ tới đỏ đậm đó là lúc đó là dấu hiệu đỉnh tính theo cái mô hình cầu vòng này chúng ta bây giờ vẫn đang nằm trong cái vùng màu vàng đó chính là tình hình là hoa đồ chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ quen thuộc khác đi thì như là các bạn thấy được là chỉ số NUPL thì các bạn thấy được là cái mô hình này đã vẫn tiếp tục nằm trong cái dùng màu xanh lá cây cho đến khi chúng ta lên tới cái mức là 0,75 chuyển qua màu xanh dương thì lúc đó mới là dấu hiệu định như là chúng ta đã từng thấy năm 2017 hay là chúng ta từng thấy năm 2013 hai lần có dấu hiệu đỉnh màu xanh này sau đó mùa đông đã kéo tới chúng ta nhìn vào những cái mô hình khác đi các bạn sẽ thấy được là bây giờ các mô hình vẫn chưa có dấu hiệu là tạo đỉnh cho nên thường mới ít chia sẻ khi nào mà chúng ta có nguy cơ tạo đỉnh thường sẽ chia sẻ với các bạn như là order đi thì chỉ khi nào mà chúng ta thấy được là cái đường màu cam này đi vào cái vùng màu đỏ thì chúng ta mới thấy đó mới là dấu hiệu đỉnh chúng ta nhìn vào pure multiple thì cũng tương tự chỉ khi nào cái đường màu cam này đi vào vùng màu đỏ thì chúng ta mới bắt đầu có sự lo ngại là đỉnh nó gần tới hay là market cap như cap thì cũng tương tự các bạn thấy được là tình hình khi nào mà đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ Chúng ta mới bắt đầu có cái dấu hiệu định dựa theo những cái mô hình này Và chúng ta à, nhìn vào TraceScale Premium đi Nhiều bạn đó à, hỏi thuận về tình hình TraceScale Premium bây giờ vẫn là con số âm trừ 17% Thì có đáng lo sợ hay không? Tại vì các bạn thấy được là TraceScale Premium là một trong những cách Mà chúng ta xem coi là cái thế giới tài chính truyền thống đó hứng thú với lê Bitcoin như thế nào Tại vì những người đầu tư bây giờ đó họ vẫn chưa có thể đi thu mua Bitcoin ETF Thì một trong những sản phẩm họ có thể thu mua đó chính là sản phẩm GBTC của công ty Rayscale Càng nhiều tổ chức đầu tư thu mua đó thì con số này nó càng trở thành con số dương Tại vì cái nhu cầu tăng lên khiến cho là cái giá của cổ phần GBTC sẽ tăng cao hơn là cái giá của Bitcoin Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy tình hình ngược lại đó Như là tình hình bây giờ đã trừ 17% có nghĩa là cái nhu cầu đi thu mua GBTC không cao Thậm chí là bây giờ giá của GBTC so với giá của Bitcoin đã rẻ hơn Nhưng mà vẫn không thấy nhu cầu nào xuất hiện Thì có đáng lo ngại không có phải đây là dấu hiệu là tổ chức đầu tư ở trên full war đã không còn quan tâm đến Bitcoin nữa Tôi thì không nghĩ như vậy, tôi nghĩ là một lý do tại sao mà gần đây chúng ta thấy là không có cái sự thu mua cho GBTC cũng như là chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin mà được lưu trữ bên Rayscale đó thì các bạn thấy được là đã từ lúc từ tháng 2 tới bây giờ đã là không có cái sự tăng trưởng thì lý do thường nghĩ là liên quan tới Bitcoin ETF bây giờ mọi người vẫn tiếp tục trong giờ và có cái niềm tin là sẽ có một cái bitcoin etf cho nên khiến cho là có thể là nhiều những tổ chức đầu tư đó bây giờ họ chờ đợi họ không có muốn đi thu mua gbtc tại vì cũng khá là phiền phức mua xong rồi đó thì họ phải à, có cái thời gian chờ đợi trước khi mà có thể bán cổ phần của mình cho người khác cũng như là họ không thể đổi cái cổ phần gbtc này trở về bitcoin được cho nên đây là một sản phẩm mà không có tối ưu hóa lắm nhưng mà trước đây được sử dụng nhiều tại vì đó là cái cách hầu như là duy nhất để những tổ chức đầu tư có thể mua số lượng lớn và tiếp cận được với thị trường crypto nhưng mà các bạn thấy là bây giờ đã có những cái hy vọng liên quan tới Bitcoin ETF thì bây giờ nghĩ là nhiều tổ chức đầu tư tiếp tục chờ đợi để có thể đầu tư vào Bitcoin ETF đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn